的黑，被寂寞不经意包围，是什么让我们若即若离纠缠交汇，口是心非，像一场温柔的误会，感情要多迂回才能风干眼泪。你来的让我没预备，特别的让人想奉陪，才发现孤单已持续而入，变成彼此软肋，越思念越故意装睡，越迷恋越针锋相对，怕认真会心碎，怕失去更崩溃。如果还了解，问你去写不一样的诗篇，就算心再坚决Ngày mai anh sẽ phải về Thượng Hải rồi, không thể ở bên em nữa. Anh cứ về trước đi, khi về Thượng Hải rồi em sẽ tới tìm anh. Nè. Em nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon.面对面，全量触手可及，让
ăn ngủ chưa? Mỗi sáng mở mắt dậy đều có thể nhìn thấy em. Thật quá hạnh phúc. Ngày nào cũng có thể nhìn anh thức dậy, em cũng rất hạnh phúc. Ai vậy? Sếp Tống gọi. Anh nghe đi. Alo, tổng giám đốc. Thức dậy đi về Thượng Hải thôi. Gấp gáp như vậy sao? Mau lên, đừng có nhiều lời nữa. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nếu như tổng giám đốc và em cùng rơi xuống hồ, anh sẽ cứu ai trước? Đương nhiên là anh cứu em trước rồi. Nhưng mà công việc là công việc. Anh đừng có nói nữa, anh đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Tần Thanh, em đừng có giận anh nha. Anh thật sự là có cuộc họp khẩn cấp phải về ngay. Ông chủ của tụi anh thật sự khó chịu lắm. Một khi bắt tay làm việc thì anh ấy rất nghiêm túc. Chừng nào về rồi sẽ dẫn em đi ăn đồ ăn ngon nha. Ngoan. Thôi không nói với em nữa. Cậu có thôi đi không hả? Có bạn gái thì không cần công việc nữa sao? Không làm việc thì sao tìm được bạn gái? Anh lắm mà, đây chính là tình yêu đó. Lái xe chú ý an toàn. Cô ấy trả lời rồi. Wow. Đi thôi đi thôi. Quá tuyệt. Cậu từ chối Thần Đông và đồng ý yêu Tống Lẩm rồi hả? Ừ, cũng coi như là như vậy. Thật không ngờ rằng Thần Đông có trợ thủ giỏi như mình mà vẫn thất bại. Xem ra mình thật sự coi thường Tống Lẩm rồi. Nhưng mà mình phải nhắc nhở cậu, tình yêu và sự quan tâm đối với đàn ông phải được thể hiện từng chút từng chút. Đừng có làm như nước lũ đó, cậu biết chưa? Mình biết rồi, yên tâm đi. Làm sao mà yên tâm về cậu được? Con người cậu đúng là không có kỹ xảo. Một người đàn ông đối với một người phụ nữ từ yêu tới muốn chết và phiền tới muốn chết.
Thời gian sẽ dao động trong khoảng từ 3 tháng đến 3 năm. Một người không có kỹ xảo như cậu cùng lắm chỉ được 3 tháng. Mỗi lần nghe cậu nói mấy thứ này mình đều thấy đau đầu. Cậu có thể không nghe mình mà. Vậy cậu cứ đợi tới lúc bị đá đi. Bị đá thì bị đá thôi. Lúc trước mình đã từng bị đá rồi mà. Bùn nhão không thể trét tường. Vậy còn cậu thì sao? Nói nhiều tới như vậy mà chuyện tình cảm của cậu cũng đâu có thuận lợi gì. Có thể vì đối phương vẫn chưa dán cậu đã chia tay rồi, đúng không? Nè, chuyện này cậu không hiểu đâu. Đây chính là chiến thuật cao cấp đó, biết giữ chừng mực. Cậu thôi đi, đừng làm bộ giùm cái. Còn biết giữ chừng mực nữa sao? Cậu không định kết hôn sao? Nè, đúng là mình không vội vàng kết hôn như vậy. Cậu nghĩ đi, cho dù mình có độc thân cả đời cũng vẫn có thể nho nhã cao quý như thường. Tuy rằng mình không đồng tình với cách nghĩ của cậu, nhưng mình tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Nè, uống cạn chén trà này. Vui vẻ là được. Nhanh lên, đưa cà phê đây. Tới đây, ôi trời ơi. Nè, hôm qua cậu làm cái gì vậy? Coi quần thắm mắt của cậu kìa, sắp rơi xuống cầm luôn rồi đó. Ngủ không được. Có chuyện gì sao? Cậu có biết hôm qua Ngũ Tam cả ngày không liên lạc gì với mình, thấy có kỳ lạ không? Cậu nói coi có phải anh ấy muốn tạo phản không? Nói xong rồi hả? Ờ. Đây chính là nguyên nhân sao? Cậu nói coi người trẻ tuổi bây giờ có phải rất dễ chán không vậy? Mình với anh ấy quen nhau chưa bao lâu, sao anh ấy có thể cả ngày không có phút giây nào nhớ tới mình vậy chứ? Ờ, mình cảm thấy có thể do hôm qua bận quá thôi. Không phải là phát sóng trực tiếp sao? Dạo này công việc của cuộc thi càng lúc càng nhiều mà. Bận tới mức thời gian gửi tin nhắn cũng không có sao? Cả một ngày đó. Mình nghĩ hay là mình với anh ấy chấm dứt thôi. Lại chấm dứt nữa? Sao mình cảm thấy cậu quan tâm chuyện tình cảm này nhiều hơn trước quá vậy? Có phải cậu thật sự thích cậu ấy rồi không? Không có. Con nói là không có. Mình không hiểu. Nếu người ta không trả lời tin nhắn thì cậu gọi điện đi. Đơn giản dễ hiểu trực tiếp. Gọi không được sao? Thứ mình để ý là tin nhắn này sao? Qua chuyện nhỏ này thấy được nhiều điều lắm. Bây giờ nãy có thể đối xử với mình như vậy, sau này chắc chắn không trân trọng mình. Yêu đương giống như trò chơi vậy đó. Ai rút lui trước thì người đó thua cuộc thôi. Mình thấy anh ấy chán mình trước, muốn đá mình mà. Anh ấy dám cả ngày không liên lạc với mình, đây chính là dấu hiệu đã chán mình rồi đó. Lúc mới đầu cậu luôn miệng nói đá cậu ấy, không phải bây giờ rất tốt sao? Cho cậu ấy cơ hội đi. Đây là vấn đề nguyên tắc, cậu biết không? Cậu với Tống Lập cũng vậy sao? Hai người có liên lạc mỗi ngày không? Không có, lúc có chuyện mới liên lạc thôi. Hai người các cậu mới quen nhau sao lại như vậy chứ? Tuy rằng nói là mới quen nhau, nhưng mà tình cảm của tụi mình có thể hơi trưởng thành một chút. Cả hai đứa tụi mình đều khá bận, không thể lúc nào cũng dành thời gian để yêu đương suốt được. Trong xã hội này, mình không muốn có cuộc sống như vậy đâu. Ây trời, lại sao nữa đây? Không được vui, cậu không an ủi mình, mà còn nói giúp cho anh ấy không thèm chơi với cậu nữa. Được rồi, mình sai rồi ha, Ngũ Tam cũng sai. Mình dám cá là tối nay, cậu ấy cũng sẽ gọi điện để xin lỗi cậu đó. Mau đi ngủ đi. Mấy giờ rồi? Anh làm gì vậy? Đi ngủ đi, ngủ đi. Mau lên. Thôi mà. Đi đi. Để em coi một chút. Đi ngủ mà. Tôn trọng anh một chút có được không vậy? Tôn trọng anh cái gì? Phải trang điểm một chút rồi mới ra ngoài chứ. Như vậy không sợ anh sẽ bất hứng sao? Vốn dĩ em cũng muốn trang điểm rồi ra ngoài,
Nhưng mà anh cũng từng gặp em như vậy rồi mà. Và anh vẫn chưa mất hứng thú với em, vẫn mê mẩn em như vậy. Vậy thì em không cần phải mặc áo dạ hội làm gì. Hơn nữa anh không thấy em mặc đồ như vậy cũng rất khoan thai sang trọng sao? Khoan thai sang trọng thì không thấy, chỉ có thấy lười thôi. Em có chuyện này muốn nói với anh nè. Chị gái và anh rể của em, lúc đầu họ tính đi tiểu địch cho em chăm sóc nửa năm hay một năm gì đó. Nhưng mà bây giờ họ định định cư ở nước ngoài luôn. Vì vậy họ muốn đón tiểu địch qua đó. Tiểu địch có đồng ý không? Ừ. Vậy đã tìm xong trường học ở nước ngoài chưa hả? Có cần anh giúp không? Không cần. Anh rể của em đã tìm trường học rồi. Tiểu địch chỉ cần thi tiếng Anh và trường ở bên kia gửi thư mời cho nó nữa là không có vấn đề gì cả. Khoảng 3-4 tháng là có thể sang bên kia rồi. Nhưng mà em khá lo lắng về Lạc Lạc. Lo lắng cho Lạc Lạc cái gì hả? Lạc Lạc ở trường quan hệ với các bạn học tuy rằng đã khá hơn một chút, nhưng mà nó vẫn chỉ có một mình Tiểu Địch là bạn mà thôi. Em cũng là bạn của con bé mà. Em là bạn của con bé cũng không thể cùng ôn tập bài tập với con bé, cũng không thể cùng chơi với nó được, anh hiểu không? Làm sao không thể chứ, với độ tuổi của em bây giờ đi học cấp 3 cũng được mà. Anh đi đi, anh đi thì em đi. Kêu nó yên tâm đi, Lạc Lạc sẽ không sao đâu, chúng ta đều ở đây mà. Em ngồi đi. Ngồi lại gần một chút. Gần chút nữa đi mà. Mấy hôm trước em tới Chu Trang, phát hiện bên đó có rất nhiều cửa hàng đã mở được 30-40 năm rồi. Hơn nữa nhờ việc kinh doanh, thật ra họ cũng có thể sống được. Vì vậy em liền nhớ tới cửa hàng trên mạng của em. Tuy vừa mới mở không bao lâu, nhưng mà cũng có chút thu hoạch, cũng coi như là khá tốt. Sau khi phát lương cho mọi người, em cũng không còn bao nhiêu tiền. Nhưng mà dù sao cũng mới bắt đầu mà, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Em thật lạc quan đó. Cũng chính là vì mấy ngày đi chơi đó, em mới phát hiện thực ra em không thể bỏ được công việc này. Lúc trước em luôn cảm thấy em thật sự muốn quá nhiều thứ. Nếu như không có được, em sẽ rất thất vọng. Nhưng mà sau này em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ cố gắng hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân. Em có từng nghĩ tới tham gia vào chuỗi thương hiệu chưa? Anh đang giỡn hả? Anh nghiêm túc đó. Nhưng mà chuỗi thương hiệu không phải chỉ nhận những thương hiệu đã có nền tảng và hoàn thiện rồi sao? Không phải em có anh rồi sao? Anh đùa đó, chỉ đùa thôi. Công ty của tụi anh muốn ký hợp đồng với một số nhà thiết kế mới để phụ trách mảng thiết kế. Tụi anh giúp nhà thiết kế quảng cáo, nhưng mà cụ thể phát triển thế nào còn phải coi ý muốn của nhà thiết kế ra sao. Tụi anh chỉ chịu trách nhiệm đầu tư và quảng cáo. Như vậy rất tốt. Nhưng mà Dạng Phong sẽ chiếm cổ phần nhất định đó. Quả nhiên người làm kinh doanh rất có đầu óc. Đợi sau khi em ký hợp đồng xong xuôi rồi, nhất định phải làm thật tốt, không được để mảng thiết kế này làm mất mặt anh, có biết chưa? Được. Em sẽ không làm anh mất mặt đâu. Hơn nữa em sẽ làm cho các anh cô xin em mỗi tháng ra sản phẩm mới một lần. Vậy coi như là em đồng ý rồi hả? Được, vậy thì tốt. Lạ ghê nha, sao đột nhiên anh lại nói chuyện này với em? Có phải là anh giấu em gì không? Anh đâu có giấu gì em đâu, không giấu gì hết. Còn nói là không có, nhìn vẻ mặt của anh là biết có rồi. Thật ra công ty đã thành lập nhiều năm rồi, đối thủ rất nhiều. Lúc trước anh không có gì để sợ hết, nhưng bây giờ có em rồi. Anh thích em, anh để ý tới em, chuyện này anh không thể giấu được. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra. Vì vậy bây giờ em trở thành điểm yếu của anh đó. Có bất kỳ chuyện gì họ cũng đều sẽ nhắm vào em trước. Đây là điều anh không thể tính toán trước, cũng không biết về sau bọn họ sẽ thế nào. Vì vậy ký hợp đồng với em rồi, giữ em ở bên cạnh, anh có thể thoải mái hơn, làm việc cũng sẽ tiện hơn. Tiện cái gì chứ? Tiện cái gì hả? Việc gì cũng tiện hết.
còn sớm nữa, mau về ngủ thôi. Đi thôi. Đợi đã, anh có thể cõng em được không? Anh không biết nữa. Hay là thử một chút? Thử một chút đi. Thật hả? Nhảy lên nào. Em nói giỡn thôi mà. Lên đi. Một hai. Không cõng được rồi, sắp ngã, sắp ngã rồi. Phải công nhận là em nặng thật đó.